Xin chào các bạn đang xem video trục ngang cao tốc đầu tiên tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, chiều dài 188 km, được ký hiệu CT34, đi qua địa bàn 4 tỉnh thành gồm An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, đã được khởi công xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2023, được chia ra gồm có 4 dự án thành phần. Trong tháng 9 năm 2023, tôi có cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng tại dự án thành phần 3 của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giao với quốc lộ 61C ở tỉnh Hậu Giang. Còn dự án thành phần 1 nằm trên địa bàn tỉnh An Giang, đã qua 3 tháng tính từ ngày khởi công thì tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ như thế nào? Xin mời các bạn vào phần nội dung chính của video hôm nay. Điểm đầu cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Nhìn trên bản đồ tuyến đường thì dự án thành phần 1 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang có chiều dài là 56,4 km, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ là 0,6 km. Tổng cộng chiều dài dự án thành phần 1 là 57 km. Trên tuyến cao tốc sẽ hình thành nút giao với đường tỉnh 945 tại huyện Châu Phú, nút giao đường tỉnh 941 tại huyện Châu Thành, nút giao đường tỉnh 943 tại huyện Thoại Sơn. Tại ba nút giao này chỉ xây dựng lối ra vào cao tốc ở đường tỉnh 945 và đường tỉnh 941, còn đường tỉnh 943 nhìn trên bản đồ thì không thấy xây dựng lối ra vào cao tốc. Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 1 là 13.526 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Vị trí điểm đầu cao tốc giao quốc lộ 91 tại xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, nằm gần cầu Ba Nhịp và cầu số 10, cách phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên khoảng 7 km, cách trung tâm thành phố Châu Đốc 6 km. Tại dự án thành phần 1, địa phận tỉnh An Giang gồm có 4 gói thầu. Điểm đầu cao tốc đến km số 17 thuộc gói thầu số 42. Đơn vị thi công là liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624. Nhìn trên công trường, hiện gói thầu số 42 của dự án dài 17 km, cơ bản hoàn thành đắp bờ, bóc đất hữu cơ. Trong khi đơn vị thi công hiện đang đợi nguồn cát về công trường để đắp nền đường. Vừa qua đã xảy ra vi phạm tại mỏ cát, chính quyền đã rút giấy phép, vì thế ảnh hưởng đến tiến độ tại công trình. Gói thầu số 43 thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình đoạn từ km số 17 đến km số 31 được triển khai bởi liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành và Công ty cổ phần Hải Đăng. Gói thầu số 44 thi công xây lắp công trình đoạn từ km số 31 đến km số 43 được triển khai xây dựng là liên danh Công ty cổ phần 471 và Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Quy, Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong. Gói thầu số 45 thi công xây lắp công trình đoạn từ km số 43 đến cuối dự án thành phần 1 được triển khai xây dựng bởi liên danh Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam, Tổng công ty xây dựng số 1 và Công ty xây dựng Thành An. Công ty xây dựng Tân Nam là đơn vị đang thi công cầu Châu Đốc thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Quy mô đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sở hữu 130 cây cầu với 50 vị trí giao cắt, trong đó 34 vị trí giao cắt trực thông và 16 vị trí giao cắt liên thông. Các phương tiện di chuyển có thể đi lại với vận tốc 80-100 km/h. Theo kế hoạch, tiến độ dự án xây dựng đường cao tốc chia thành 2 giai đoạn. Ngay trong giai đoạn 1 của dự án, đường có vận tốc thiết kế 80 km/h, chiều rộng mặt đường 17m và hoàn chỉnh các số liệu trong giai đoạn 2, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, mặt đường rộng 24,5m. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ký phê duyệt 5 khu vực mỏ cát, trữ lượng khoảng 4,2 triệu mét khối, phục vụ làm nguồn vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng các công trình đường bộ, cao tốc, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các công trình dự án phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang bổ sung 3 khu mỏ cát sông phục vụ nguồn vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh An Giang. Chi tiết cụ thể, mỏ cát đầu tiên ở sông Tiền, khu vực xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, diện tích 24,3 hectare, ước trữ lượng khoảng 0,4 triệu mét khối. Mỏ thứ hai trên sông Hậu, khu vực xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Mỹ Hội Đông, xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới, diện tích 49,87 hectare, ước trữ lượng phân bổ khoảng 0,5 triệu mét khối. Mỏ thứ ba trên sông Hậu thuộc thị trấn Cái Dầu, xã Bình Long, huyện Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, với diện tích 72 hectare, ước trữ lượng phân bổ khoảng 0,4 triệu mét khối.
Với sự hiện diện của dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, người dân thuộc các tỉnh An Giang, Sóc Trăng có thể dễ dàng di chuyển tới trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long rất thuận tiện và nhanh chóng. Ngoài ra, việc di chuyển đến các trục dọc như quốc lộ 1, tuyến đường vùng biên giới N1 cũng trở nên dễ dàng hơn. Dự án tuyến đường bộ cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long với năng lực thông hành lớn, tốc độ cao và an toàn, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo sức lan tỏa, động lực và dư địa để phát triển kinh tế xã hội khu vực, phát huy hiệu quả khai thác các tuyến trục dọc, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối trung tâm kinh tế trong khu vực, các cảng biển và cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trong vùng. Từng bước hình thành trục kết nối giao thương và phát triển kinh tế xã hội giữa Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong. Cảm ơn các bạn đã xem video, luôn ủng hộ kênh YouTube Kiên Giang Land nha. Xin chúc sức khỏe các bạn.